Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 3 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài số 1. Ở đây các em nhìn thấy một đoàn tàu. Trên đoàn tàu này có ghi các cái toa. Toa A, toa B, toa C, D và E. Thì trên các toa này có các cái phép tính. Vậy các em sẽ tính kết quả của các cái toa và các em ghi vào. Ví dụ như toa A thì chúng ta tính phép tính là 70 cộng với 30 thì sẽ bằng 100. Toa B các bạn lấy 86 trừ đi 56. Vậy 86 trừ đi 56 thì kết quả bằng 30. Toa C các bạn lấy 73 trừ đi 13. 73 trừ đi 13 thì kết quả ta bằng 60. Toa D, các em lấy 92 trừ đi 42 thì kết quả chúng ta bằng 50. Cuối cùng, toa E, các em lấy 20 cộng với 50 thì kết quả sẽ bằng 70. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang ý B. Yêu cầu các bạn viết tên toa thích hợp vào chỗ chấm. Toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất là toa mấy? Như vậy này, trong các cái toa mà ghi kết quả chúng ta nhìn vào phần kết quả này thì các em thấy kết quả lớn nhất là 100. Các em nhìn gióng lên thì nó chính là toa A. Như vậy thì toa ghi kết quả lớn nhất chính là toa A. Tiếp theo, toa ghi cái phép tính có kết quả bé nhất. Trong số các cái kết quả đây thì chúng ta thấy số bé nhất là số 30, gióng lên thì nó sẽ là toa B. Tiếp theo, những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60. Vậy bé hơn 60 thì trong các cái kết quả này, những cái kết quả bé hơn 60 chính là 30 và 50. Thì các em gióng lên 30 chính là toa B này. Và 50 chính là toa D. Như vậy, những toa ghi phép tính bé hơn 60 chính là toa B và toa D. Tiếp theo, những toa ghi kết quả mà lớn hơn 50 nhưng mà bé hơn 100. Lớn hơn 50, bé hơn 100 thì nó là số 60 và số 70. Gióng lên thì nó chính là toa C và toa toa E. Như vậy ở đây, những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 chính là toa C và toa E. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào bài chưa xong, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Xem video của cô, nếu cảm thấy hữu ích thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh. Và các em ủng hộ cô thì hãy giới thiệu các bạn của các em chúng ta cùng vào kênh YouTube Miss Hạnh nhé. Đấy, để chúng ta xem các video mới. Hãy giới thiệu các bạn của các em giúp cô. Bây giờ chúng ta có là 47 cộng với 25. Các em cộng theo hàng, chúng ta cộng theo thứ tự là từ phải sang trái. Cộng hàng đơn vị trước. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Kết quả chúng ta bằng 72. Sang ý thứ hai. Ta có 62 trừ đi 17. Các em cũng trừ hàng đơn vị trước. 2 không trừ được 7, các em mượn 1 phía trước lấy 12 trừ đi 7 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 1 này nhớ 1 nữa bằng 2. 6 trừ đi 2 bằng 4. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 45. Tiếp theo 28. Các em cộng với 43. Đấy, chúng ta cũng thực hiện phép cộng. Khi mà phép cộng và phép trừ chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Từ phải sang trái. Khi mà chúng ta đặt phép tính này thì chúng ta thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. Tức là các em cộng hoặc là trừ hàng đơn vị trước, sau đó mới đến cộng hoặc trừ hàng chục. Đúng chưa? Vậy ta có là 8 cộng với 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
4 cộng với 2 bằng 6 nhớ 1 nữa bằng 7. Kết quả chúng ta bằng 71. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là tập số 3. Bài tập số 3 như sau, yêu cầu các bạn nối theo mẫu để chúng ta tìm chỗ đỗ cho ô tô. Vậy thì để làm được bài này thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc, chúng ta tính kết quả của các cái ô tô này. Và chúng ta các em tính hết tất cả kết quả của các ô tô trên các cái phép cộng trên các ô tô. Rồi các em cũng tính hết kết quả ở trên các cái chỗ đỗ này này. Đấy, vậy thì ô tô nào nó có kết quả trùng với cái phần chỗ đỗ nào thì chúng ta sẽ nối đến. Như vậy cái bước đầu tiên cô vừa nói xong là các bạn sẽ phải đi tính kết quả. Tính kết quả ở các cái chỗ đỗ và tính kết quả ở các cái ô tô. Vậy cô sẽ đặt phép tính theo hàng dọc. Cô sẽ tính của ô tô. Đây theo thứ tự này chúng ta có 28 này. Cô cộng với 15 này. Ta có 8 cộng 5 bằng 13, phép 3 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4 nhớ 1. 3 cộng với 2 cộng 1 bằng 3 nhớ 1 bằng 4. Như vậy cái kết quả này bằng 43. 43 các em lấy bút chì các em viết sang bên cạnh cho cô. Lấy bút chì nha, viết số 43 sang bên cạnh. Sau khi tính toán xong thì lát nữa chúng ta tẩy cái phần chúng ta dùng bút chì chúng ta viết vào đi. Được chưa? Rồi, sang cái ô này. Sang cái ô này thì chúng ta sẽ lấy là 61 trừ đi 34 này. 61 các em trừ đi 34. 1 không trừ được 4, các em lấy 11 trừ đi 4 thì bằng 7. Trả bổ sang đây, 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. 6 trừ đi 4 thì bằng 2. Như vậy cái ô này sẽ ra kết quả bằng 27. Các em lấy bút chì các em viết số 27 đây. Lát nữa chúng ta tẩy đi. Tiếp tục sang cái này thì chúng ta cứ tính hết. Các em cứ tính hết tất cả các cái phép tính đi đã. Lát nữa chúng ta nối sau. 4 cộng 6 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3. Như vậy cái này là 30. Đây là 43 nhá. 43 này. Đây là 30 này. Đấy. Tính cái này xem thử bằng bao nhiêu. Như vậy thì chúng ta có là 16 cộng với 27. 16 cộng với 27 thì các em cũng nhẩm ra thì chúng ta được 43. Như vậy đây có phải là hai cái cùng 43 này. Cùng ra một kết quả thì chúng ta sẽ nối đến với nhau. Đấy. Tiếp tục 72. 72 trừ 45. 2 này không trừ được 5, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ 5 bằng 7. Trả 1 sang đây, 4 nhớ 1 nữa bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2. Như vậy kết quả này bằng 27. Tiếp theo, 95 trừ đi 45, các em có thể đặt theo hàng dọc hoặc tính nhẩm chúng ta được 50. 65 trừ đi 35, các em nhẩm ra bằng 30. Đấy. 66 trừ đi 12, các em có thể đặt tính theo hàng dọc hoặc là các em nhẩm, bạn nào nhẩm được thì nhẩm nhá. Thì cái này nó sẽ bằng 54. Tiếp theo 25 cộng với 29, các em cũng tính ra. 25 cộng với 29 thì chúng ta cũng được 54. Tất cả những số này các em dùng bút chỉ các em viết vào. 34 cộng với 16 thì kết quả bằng 50. 36 cộng với 17, 67 13, viết 3 nhớ 1, 3 cộng 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, như vậy 53. Sau khi mà các bạn tính xong như thế này rồi, thì bây giờ các em sẽ nối các cái số nó cùng một kết quả, các cái phép tính cùng kết quả với nhau. Như vậy 30 này, thì các em sẽ nối với 30 này, đúng chưa? Như vậy cái xe này sẽ nối đến đây. Được chưa nào? Rồi 27 thì các bạn nối với 27. Như vậy cái xe này chúng ta sẽ nối đến cái chỗ là chỗ A. Đấy. Cái chỗ cho ô tô. Ta sẽ đến cái ô A này. 54 thì các bạn sẽ nối đến ô 54, tức là ô E này. Tiếp theo chúng ta có 50 thì các bạn sẽ nối đến ô C, cũng ra kết quả bằng 50 đây. Như vậy chúng ta còn một ô chúng ta không nối ở đây, chính là ô G. Cái ô G này 53. Không có cái ô tô nào mà tính ra kết quả bằng 53 cả.
Nào nào. Đấy, các bạn dừng lại để nối cho xong câu A đi đã. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang câu B. Ta có câu B như sau. Người ta hỏi các bạn là viết tên cái bến đỗ thích hợp vào chỗ chấm. Cái bến nào nó không có ô tô đỗ? Như vậy bến không có ô tô đỗ ở đây chính là bến G, 53. Như vậy bến G này thì nó sẽ không có ô tô đỗ. Bây giờ cô và các em sẽ sang bài cuối cùng là bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa xong thì các em có thể dùng một chút để làm cho xong. Sang bài tập số 4 như sau. Một đội đồng diễn thể dục gồm có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng là bao nhiêu người? Như vậy, muốn biết là số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng là bao nhiêu người thì các em sẽ lấy số người mặc áo đỏ là 56, các em trừ đi số người mặc áo vàng là 28. Như vậy chúng ta có 56 trừ đi 28 thì bằng 28 người. Đáp số là 28 người. Vậy số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng là như vậy chúng ta sẽ lấy 56 trừ đi 28 thì sẽ bằng 28 người. Đáp số người. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết thứ 3 của bài 33 trong buổi bài tập toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ cô, thì các em hãy giúp cô là giới thiệu bạn bè của các em cùng vào kênh YouTube Mít Hạnh để chúng ta xem các video của cô nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.